Hành Dương. Hà Vân kính mời anh Nguyễn Ngạc. À, kính chào quý vị. Chương trình á. Chương trình tôi hỏi ký giả gì đây? Với tên là Hành Dương. Bây giờ chúng tôi nhân danh là người dân cư ngược tại thành phố Tân Quân Nhân này. Chúng tôi yêu cầu, khẩn cầu, xin ông Trương những cái gì ông vừa nói về Hành Giao để chúng tôi lấy bằng chứng đưa Hành Giao ra một chuyện. Yêu cầu, chứ anh nói không, chúng tôi còn hơn là việc không tin được. Nên yêu cầu anh, khẩn cầu anh cung cấp cho chúng tôi những hình ảnh như vậy. Đó, điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta ngồi đây muốn trừ khử Hành Giao, chứ không phải trừ khử nghị viên khu vực năm. Nên đó, chúng ta tất cả tôi xin khẩn cầu quý vị ở đây cũng như đồng bào tị nạn cộng sản làm một cái giấy, cái đơn, cái gì đó đưa cho nghị viên khu vực năm yêu cầu không được dùng Hành Giao nữa, chứ không cần phải thỉnh nguyện thư nguyện gì hết, phải làm áp lực với nghị viên khu vực năm. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh. Long Đặng xin kính chào tất cả các quý vị cùng tham gia cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Trước hết là tôi thật thật cảm ơn ba vị, mặc dù là nữ giới nhưng mà vẫn can đảm đứng ra để phơi bày sự thật mà chúng ta cần phải quan tâm. Okay. Tôi xin nói tiếp như vậy. Thì từ nãy giờ đó tất cả quý ông bà ngồi đây đã nghe hết tất cả mọi việc do tất cả mọi người đến đây đã đóng góp và tường trình. Theo tôi nghĩ thì tôi cũng là người tham gia trong buổi chợ cờ hôm đó. Kính thưa quý vị như thế này, sự thật ra cái chuyện này nó cũng không quá lớn đối với cộng đồng của chúng ta, nhưng mà rất to lớn đối với cả một cái tập thể người Việt quốc gia tị nạn cộng sản, chứ không phải là đơn thuần là như vậy. Tuy nhiên chúng ta đã xét từng khía cạnh góc cạnh thì chúng ta biết tất cả mọi sự việc xảy ra đều do một người quyết định, đó là cô Hành Giao. Kính thưa tất cả quý vị, tại sao tôi dựa trên chương trình tôi quyết định là cô Hành Giao làm chuyện như vậy? Tại vì tất cả các email mà cô Hành Giao đưa ra là cũng là cô Hành Giao. Tất cả các nghị viên ở trong thành phố, tôi nghĩ là người ngoại quốc ở đây không ai biết nhiều về vấn đề sinh hoạt cộng đồng của Việt Nam. Riêng thì có biên đoàn mới gia nhập rất trễ, mà cái mail này nó ra trước khi biên đoàn tới. Thành ra tôi nghĩ rằng là ba cái nghị viên mà ký quyết định mà chào cờ hôm đó họ không có liên quan gì vấn đề mà cô Hành Giao làm. Từ vì lo do thật sự người ta không hiểu sâu và người ta rất bận rộn về cái công việc người ta mới nhậm chức, người ta không có quan tâm tới cái điều này. Mà cái điều này là do cô Hành Giao cô tự ý lợi dụng cái chức vụ mà cô làm cho ông khu vực năm, thành ra cô mới bày ra những cái trò như vậy để giống như là sỏ mũi dắt cộng đồng đi vòng vòng theo cái ý định của cô. Và cô làm việc, thật sự cô làm việc, theo tôi nhìn thấy là cô làm việc cho cái tôi của cô nhiều hơn là cộng đồng. Lý do rất duy nhất, tại sao lại phải đưa ông chồng mình lên, trong khi ông chồng mình không có một cái vai vế gì trong cộng đồng hết để cao cờ. Mà cái đó là cái vinh dự của những cái người ở trong cộng đồng của chúng ta làm những chuyện đó, kể cả những chính khách ở trong city hall. Theo lời và cái thờ mời của cô ra, với lại một bước rất đơn giản thôi. Quý vị đã thấy rồi, sự việc nó xảy ra như vậy rồi. Nếu, giống như mọi người ở đây thấy rồi, nếu có ai hỏi tôi về vấn đề đối với cô Hành Giao như thế nào, thì tôi sẽ trả lời, phải có biện pháp với cô. Mà cái biện pháp của tôi là như thế này. Quá trình của cô Hành Giao hoạt động ở đây, tất cả mọi người đều biết. Ý định và ý đồ của cô, tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy. Tuy nhiên, để đưa cô ra khỏi cái vấn đề sinh hoạt cộng đồng của chúng ta phải có một biện pháp duy nhất là gặp ông nghị viên khu vực 5, trình bày cho ông biết là
cộng đồng của chúng ta không đồng ý cô này đại diện cho ông nếu ông còn muốn tái tranh cử một lần nữa. Tại vì sự thật cổ thì chỉ có gây chia rẽ thôi. Lợi dụng cái chức vụ của cô được đề cử tới để rồi cô làm những cái chuyện không quấy rối cộng đồng. Thành ra tôi đề nghị là mình chúng ta có biện pháp bằng cách là viết một cái thơ, không cần trình bày thư. Tất cả cộng đồng đều ký tên ở dưới đây đề nghị ông khu vực Nam đưa cô ra khỏi cái chức vụ mà đã hỗ trợ cho ông nếu ông còn muốn tái đắc cử lần nữa. Cái đó là một biện pháp duy nhất. Tại vì tôi thấy là chỉ có cô Hạnh Giao thôi mà làm cho tất cả chúng ta phải có cái ngày họp báo ngày hôm nay. Mà tôi phải nói thẳng ra là tôi rất phục ba người phụ nữ này. Tuy nhiên riêng cô Hạ Vân, cô Vân Lê, xin cô Vân Lê cho tôi góp ý với cô một câu thôi. Thật sự chúng tôi rất quý cô. Mọi cái sinh hoạt của cô, kể cả việc về vấn đề cờ vàng là cô rất tận tâm. Tuy nhiên cô rất còn nhỏ nhặt trong cái vấn đề mà đi ra tranh cử. Cô đã từng ước ao rằng chúng ta sẽ có một nghị viên người Việt vào khu vực 7. Mặc dù cô thất cử, người nghị viên đó cũng là người Việt, là ông Biên Đoàn. Tại sao cô không kêu gọi đồng hương của chúng ta bỏ phiếu cho ông Biên Đoàn? Với tính cách là tôi cũng như quý vị đang ước ao một người nghị viên người Việt ở trong cái khu vực 7, mà cô không hề nói tới cái chuyện đó. Đó là một cái chuyện buồn của tôi đối với cô. Còn riêng về vấn đề sinh hoạt, tôi xin đề nghị với cô là không nên phải lôi kéo hoặc là nói này nói kia nói nọ ở trong cái vấn đề cộng đồng đang có một cái sức mạnh. Thật sự bây giờ chúng ta đang có một sức mạnh. Và đối với cô Vân Lê, tôi nghĩ là nếu tương lai ủng hộ, tôi cũng sẽ ủng hộ cho cô. Với điều kiện cô phải quyết tâm ủng hộ những cái người nghị viên người Việt hiện đang có. Xin hết lời. Cảm ơn anh Bạch Long. Cảm ơn anh Bạch Long. Vân Lê đã trả lời cho tất cả quý vị. Khi Vân Lê không đắc cử vào tháng 6, lý do là Vân Lê đã nói rằng là Vân Lê yêu cầu Biên Đoàn gửi lại ba cái lá thơ, mà ba cái flyer mà Biên Đoàn đã chơi xấu, chơi tiểu nhân với Vân Lê. Vân Lê sẽ ngồi xuống, nhưng mà Biên Đoàn không làm được chuyện đó. Và Vân Lê chưa bao giờ đi ra ủng hộ cho người mẹ. Cái đó là cái quyền của Vân Lê. Khi mà một người mình ra tranh cử với nhau, một người nói là phụ nam đi, thì khi mà mình ra phụ nam, người này nói rằng là tôi ra tôi tranh với lại bà mẹ, tôi không tranh với lại cô Vân Lê. Nhưng mà rốt cuộc là người này vẫn chơi xấu, vẫn chơi tiểu nhân. Thành ra đó là cái ý của Vân Lê. Vân Lê không có ủng hộ ai hết. Vân Lê để cho cử tri đơn vị 7 để họ thấy là cái lá phiếu của họ dồn cho ai được, là cái đó là cái quyền của họ. Vân Lê cũng nói rằng là rất là may mắn chúng ta có được một người nghị viên. Trong cái trường hợp này, Vân Lê nói đây là đưa ra những cái sự thật, làm sao để mà cho cộng đồng mình có thể ngồi xuống với nhau. Vì nếu mà chúng ta nói là chúng ta muốn hạ một người nhân viên của thành phố, thì chúng ta phải nghĩ đến là phải có đầu, phải có đuôi chứ. Chứ đâu phải nào là chúng ta nói ồ tôi không thích cái bà đó, thì bà nhân viên của cái ông nghị viên Otis là chúng tôi kéo họ xuống. Đâu có thể làm như vậy. Chúng ta phải đem từng đầu là tại sao mà chúng tôi đi đến cái kết quả này, là chúng tôi đã làm việc với bên cộng đồng và cái những xáo trộn trong cộng đồng làm cho cộng đồng chúng tôi divided, có nghĩa là chúng ta bị chia rẽ. Vì vậy nghị viên Biên Đoàn là một nghị viên Việt Nam cũng phải có cái tiếng nói. Ông không thể nào để cho một người là nhân viên của nghị viên thành phố đơn vị 5 xỏ mũi hay là dắt đi đâu. Và ngay cả ông thị trưởng Matt Mahan, tuy là ông rất là bận, nhưng mà khi ông đã đồng tổ chức thì ra là ông cũng cần phải biết. Đó là lý do tại sao mà Vân Lê muốn nói đây là trưng cầu dân ý, để mà cho thành phố họ thấy rằng là nghị viên đơn vị 5 có một người nhân viên. Tại vì cái event này nó là city event,
là người trong thành phố đứng ra tổ chức. Vì vậy họ có cản trở, không cho làm mùng 2 hay là mùng 1 ở bên Liên hội Cựu quân nhân. Đó là cái ý của Vân. Thành ra Vân cũng cảm ơn anh Đàn Long. Và Vân cũng nói thẳng luôn là Vân đến chào cờ vì cái tấm lòng của Vân Lê vẫn trân quý cái lá cờ. Và Vân xin lỗi anh Hoàng Thượng một lần nữa là khi anh nói là anh cấm Vân Lê đi vào trong cái trường truyền thống, Vân xin lỗi anh là ở đây anh đã kêu gọi tất cả mọi người đến để mà giữ cái lễ chào cờ. Và anh cấm Vân Lê là vì Vân Lê không tham gia trong những cái tháng trước. Vân Lê có tham gia vào ngày mùng 1, nhưng mà cái điều Vân Lê đã không ai cấm ai, cái lễ chào cờ là cho tất cả mọi người, không phải là anh là người trưởng ban tổ chức anh nói là cấm. Như hôm nay Vân Lê và các chị đứng ra đây tổ chức, không thể là nói là nếu bà Hạnh Giao có đến đây Vân Lê cũng welcome, ông thị trưởng đến đây Vân Lê cũng welcome. Vân Lê là những người mà muốn lắng nghe cái tiếng nói của cộng đồng. Vân Lê muốn nói ra là Vân Lê muốn phục vụ cho cộng đồng, chứ không phải là Vân Lê đi ra để làm cái chuyện này. Vân Lê thấy cái chuyện này nó bất ổn, rất là bất ổn và không có chính nghĩa. Đâu cũng có bao nhiêu chuyện đã xảy ra từ đầu năm tới bây giờ, từ Úc Châu, từ Toronto, Canada, bên Philadelphia. Chúng ta cần đề cao cảnh giác. Để sao? Để cho thành phố hiểu rằng là chúng ta có cái tiếng nói. Đây là voice of the resident, voice of the people. Đó là như vậy. Mừng xin cảm ơn. Dạ, anh Trần Sông. Vâng, trước hết tôi cũng xin cảm ơn ban tổ chức và tất cả quý đồng hương đã đến đây tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Thì cái vấn đề giữa Vân Lê thì là thuộc về tiền bầu cử rồi, chúng ta được để qua một bên. Và cái sự việc xảy ra trong cái ngày thượng kỳ đầu năm, chúng ta trách người thì chúng ta cũng nên trách lời mình. Cái điều thứ nhất là tôi đưa cái đời rất là quan trọng, là lý do duy nhất là tại vì cộng đồng chúng ta không có một ban đại diện chánh đích. Ngay cả những vị dân cử khi mà họ muốn tổ chức một cái buổi lễ hay là một cái gì để vinh danh cộng đồng người Việt chúng ta, họ không biết liên hệ với ai, không biết liên lạc với ai để bàn thảo về vấn đề tổ chức. Cho nên đó là một cái khuyết điểm rất là trầm trọng của cộng đồng chúng ta. Mà từ nhiều năm nay rất là nhiều vị niên trưởng cũng như bậc trưởng thượng cũng đã cố gắng để mà tìm cách giải quyết cái tình trạng khiếm khuyết đó. Và chính bác sĩ Trần Công Liện cũng đã đứng ra để mà cố gắng tổ chức một cuộc bầu cử, chọn một cái ban đại diện chính thức và xứng đáng cho cộng đồng chúng ta. Và ngày hôm nay bác sĩ Vượng vì lý do sức khỏe, ông đã về hưu. Và tiếp theo đó là một người trẻ, tương đối trẻ, là ông luật sư Nguyễn Bích cũng đã tiếp nối cái chí hướng của bác sĩ Trần Công Liên. Và tôi ngay tại ngày hôm nay, tôi xin đề nghị tất cả quý vị, những người ở đây đã có lòng và nghĩ đến cộng đồng người Việt chúng ta, hãy giúp cho ban tổ chức bầu cử được thành công và có một cái ban đại diện xứng danh để có thể đại diện cho cộng đồng của chúng ta trong nói chuyện với thành phố. Xin cảm ơn.